một chút ánh sáng. Triết gia Diogen nổi tiếng là người hạnh phúc nhất trên đời, thế nhưng cuộc sống của ông lại rất đơn sơ nghèo nàn. Ông sống trong một cái thùng, ngày ngày nằm đọc sách nhờ ánh sáng qua lỗ hổng ở vách thùng. Cơ nghiệp của ông vỏn vẹn chỉ có một cái bát gỗ dùng để múc nước sông mà uống. Thế nhưng, một hôm ra sông để lấy nước, ông thấy có một em bé chăn cừu dùng hai tay để vục nước mà uống. Thế là ông ném cái bát đi và từ đó chỉ dùng tay mà uống nước. Vua Hy Lạp nghe biết ông là người hạnh phúc nhất đời bèn tìm đến tận nơi để thăm. Thấy ông đang nằm đọc sách, nhà vua lại gần để hỏi xem ông có cần gì không. Diogen không trả lời. Nhà vua hỏi vặn nhiều lần, ông điềm tĩnh trả lời như sau: Hạ thần chỉ xin bệ hạ một điều và chỉ một điều mà thôi, xin bệ hạ tránh ra để hạ thần có đủ ánh sáng mà đọc sách. Diogen đã đuổi khéo nhà vua vì sợ bị sa vào chồng danh lợi mà mất cái niềm vui thảnh thơi trong cuộc đời thanh bần đơn sơ. Ai trong chúng ta cũng muốn giàu có. Thế nhưng giàu có không hẳn đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng ta. Chỉ có những ai có tinh thần nghèo khó, chỉ có những ai không coi tiền của như cứu cánh của cuộc đời, những người đó mới thực sự có hạnh phúc.